Take a trip to my các bạn. Trước khi Apple ra mắt iPhone 5S thì mọi người không quan tâm nhiều tới việc chiếc điện thoại có cảm biến vân tay. Ví dụ như sản phẩm Motorola Agic 4G trang bị cảm biến vân tay cũng không hề có doanh số khả quan. Tuy nhiên, sau khi 5S ra mắt thì từ HTC cho đến Samsung đều cho ra mắt những sản phẩm mang cảm biến vân tay của riêng mình. Tuy nhiên thì có một điều chắc rất ít các bạn ở đây biết tới, đó là cùng thời điểm 5S ra mắt thì Pantech Sky cũng cho ra mắt sản phẩm mang cảm biến vân tay thứ hai của mình, đấy là Sky A890. Để biết chức năng này trên A890 có điểm gì đặc biệt không, mời các bạn cùng theo dõi video sau đây. Nói qua một chút thì cảm biến vân tay hay còn gọi là VTouch của A890 được đặt ở phía mặt sau của máy, ngay phía dưới vị trí camera. Như mình đã nói trong một số video trước thì tuy cảm biến này hoạt động khá nhạy và tốt, nhưng do nằm ở vị trí không hợp lý lắm nên khi sử dụng có một số khó khăn nhất định. Khi dùng ngón trỏ để quét lên bề mặt cảm biến, bốn ngón còn lại của bạn bắt buộc phải gồng lên một chút để giữ máy và điều chỉnh tư thế cầm, cho nên cảm giác lúc này đó có gì hơi ngượng nghịu, không được thoải mái và tự nhiên cho lắm. Đầu tiên là giao diện thiết lập của tính năng này. Nhìn qua thì khá đơn giản chứ không khó khăn như trên HTC One Max. Chúng ta chỉ việc quét nhẹ ngón tay qua cảm biến đằng sau máy vài lần là máy đã lưu xong dấu vân tay của chúng ta, khá đơn giản phải không các bạn? Tính năng đầu tiên ta có thể nghĩ đến ngay đó chính là việc sử dụng bảo mật vân tay để mở khóa màn hình. Với tính năng này thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm rằng người khác rất khó có thể mở khóa khi không có chúng ta. Ngoài ra thì cũng không phải mất thời gian nhớ những mật khẩu dài dằng dặc nữa. Ở trên A890 thì chế độ mở khóa bằng vân tay được thiết lập ngay trong phần cài đặt của màn hình khóa. Chúng ta chỉ cần lựa chọn rồi quét vân tay của mình vào. Sau đó thì mỗi lần mở khóa, màn hình máy sẽ dùng cảm biến vân tay của bạn ngay lập tức. Tất nhiên, với việc đặt tên cảm biến của mình là VTouch thì máy không chỉ dành cho việc khóa màn hình. Với VTouch thì chúng ta được Pantech đưa ra 3 tùy chọn để sử dụng nó. Đó là sử dụng như một bàn dây cảm ứng, hay sử dụng như một phím cứng, hoặc là thay cho phím Home, Back Menu và âm lượng. Cuối cùng là có thể sử dụng như một phím tắt để điều khiển một số ứng dụng riêng biệt. Với những lựa chọn này thì ta có thể gắn cho phím Secret Key một số tính năng như nhấn để nhận cuộc gọi, chụp ảnh hay mở bảng thông báo. Mặt khác cũng có lựa chọn nhấn phím này 2 lần để chạy nhanh một số ứng dụng nữa. Vậy là có rất nhiều tiện ích được Pantech tích hợp cho phần cảm biến vân tay này. Đi kèm với máy là phần mềm Secret Box của nhà sản xuất. Với ứng dụng này, nhà sản xuất cho phép ta phân chia các dữ liệu cá nhân ở một khu vực riêng biệt. Chúng ta có thể cho vào Secret Box các ghi chú, hình ảnh, video, file ghi âm, bài hát và cả các ghi chú từ ứng dụng VNote. Với ứng dụng này thì các bạn có thể yên tâm lưu trữ, không lo những dữ liệu riêng tư hay công việc của mình trên điện thoại có thể bị người khác nhìn thấy. Kết hợp với ứng dụng Secret Box là chế độ Secret Mode mà Pantech đã tích hợp thẳng vào trong phần cài đặt. Với chế độ này thì các bạn có thể vẫn giữ màn hình khóa như thông thường. Tuy nhiên, khi các bạn quét vân tay qua cảm biến thì máy sẽ tự động truy cập vào chế độ bí mật này. Pantech cũng khuyên các bạn không nên sử dụng các launcher hay các khóa màn hình đến từ các hãng thứ ba hoặc chế độ Simple Mode để tính năng này hoạt động một cách tốt nhất. Với tiện ích này thì máy sẽ cho phép bạn chọn những ứng dụng nào được phép chạy trong chế độ Secret Mode. Điểm đặc biệt ở đây là Pantech còn cho phép ẩn tất cả các thông báo từ các ứng dụng bạn vừa chọn ở trên, rất hữu ích. Tiếp theo, các bạn có thể chọn một người nào đó trong danh bạ để cho vào trong chế độ này. Sau đó thì mọi thông tin, tin nhắn hay nhật ký cuộc gọi liên quan đều được ẩn đi và chỉ hiện lên duy nhất trong chế độ bí mật. Ngoài ra thì khi có người trong danh sách này gọi đến, các bạn cũng có thể tùy chọn cho ẩn tên của họ hay là chặn cuộc gọi. Bạn cũng có thể tùy chọn các biểu tượng thông báo từ chế độ Secret Mode để dễ nhận biết hơn hoặc đánh lừa người khác. Như ở đây, mình sẽ thay thế biểu tượng tin nhắn bằng hình ảnh của chế độ Zoom chẳng hạn. Như vậy thì cực kỳ khó nhận biết nếu người lạ đang sử dụng chiếc máy của chúng ta. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà có hơi khó khăn một chút nếu chúng ta muốn gọi cho một số trong danh sách bí mật khi lại phải vào tận giao diện Secret Mode rồi mới gọi điện hay nhắn tin được. Mong rằng Pantech sẽ cải tiến tính năng này sao cho thuận tiện hơn đối với người sử dụng.
Như vậy, mình đã cùng các bạn trải nghiệm các tính năng của cảm biến vân tay trên A890. Với việc trang bị cảm biến vân tay này, thì Matic đã nâng tầm bảo mật của chiếc smartphone này lên rất nhiều. Cùng với việc được cung cấp thêm một chiếc bút cảm ứng, thì có lẽ đây là một sự lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn sở hữu một chiếc điện thoại có cấu hình tốt cũng như hỗ trợ đắc lực cho công việc của mình. Nếu cảm thấy video hữu ích, các bạn có thể like Facebook cũng như subscribe D-Channel của Di Động Thông Minh. Xin cảm ơn.